Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Rèn luyện trí tuệ. Trong pháp hội giảng kinh này đây, ai ai cũng đều có cơ hội lên thuyết giảng, cho nên trí tuệ của mỗi người cũng được xuất lộ ra, mà cái ngu si của mỗi người cũng bày lộ ra luôn. Người mà thật sự có trí tuệ, dù họ muốn giấu, giấu cũng không lâu đâu. Ban đầu họ có thể ẩn giấu khoảng 5-3 ngày, song lâu dần thì họ cũng đâu có giấu được. Và ngược lại, người ngu si vốn muốn giả vờ rằng mình thông minh, rồi làm ra vẻ thông minh, nhưng dù họ cố gắng học tới học lui gì thì cũng đâu có được tự nhiên. Đây mới là cuộc khảo sát thật sự. Bây giờ chúng ta lại tăng thêm một bình luận sao chót nữa. Nếu quý vị nói hưu nói vượng gì thì vẫn có người phê bình quý vị, nhưng người bình luận không được lôi thôi, nói dài hơn cả người giảng pháp. Chúng ta hãy nhìn xem những bậc cổ nhân bình luận văn chương như là họa long điểm tinh, tức vẽ rồng điểm mắt. Họ chỉ dùng vài chữ đơn giản mà đầy đủ, bao la vạn hữu. Vậy thì chúng ta không cần phải họa xà thêm túc, tức vẽ rắn thêm chân, hoặc giả vẽ người còn vẽ cả ruột gan nữa. Mọi người hãy nên xem xét kỹ rằng người đó lên phê bình có chính xác không? Ý kiến của người đó là thật hay là giả? Người đó có đúng như là người chỉ đường không? Mà y chỉ đúng hay là không đúng? Chúng ta ngày ngày rèn luyện trong lò lửa hồng, thành thử một chút cặn bã, chút tơ hào nhơ bẩn gì cũng không còn. Nếu mình chuyên tâm học Phật, bất luận là người khác có nói đúng hay không đúng, mình cũng phải chăm chú lắng nghe. Người nào không chú ý, tất sẽ ngủ gà ngủ gật. Đây là sự khảo nghiệm, thử thách, thật hay giả gì cũng đều rèn luyện cho tỏ lộ ra hết. Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1986. Ha ha ha, 问什么的说